Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với nhóm bị cáo chuyên sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và làm giả giấy chứng minh nhân dân rồi chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Nhóm này gồm Nguyễn Đình Trà, 28 tuổi, trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Võ Đình Sang, 29 tuổi và Lương Bảo Diệp, 29 tuổi, cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 11 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đình Trà 18 năm tù giam, Võ Đình Sang 20 năm tù giam cùng về hai tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức. Riêng bị cáo Lương Bảo Diệp bị tuyên phạt 7 năm tù giam về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Sang và Trà đã làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt. Theo nội dung vụ án, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên tháng 7 năm 2018, Sang xuống thành phố Hồ Chí Minh gặp Trà đặt vấn đề nhờ xin việc. Vì Trà đang là nhân viên giao thẻ tín dụng của công ty cổ phần vận tải chuyên nghiệp và là người được quyền truy cập vào ứng dụng theo dõi các thẻ tín dụng đã giao cho khách hàng nên biết được ở Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có nhiều sơ hở. Lúc này, Trà nói với Sang nếu làm giả được giấy chứng minh nhân dân và làm lại được số điện thoại của khách hàng đã đăng ký làm thẻ tín dụng ở ngân hàng này thì sẽ rút được tiền. Sau đó, Trà cung cấp cho Sang danh sách thông tin những khách hàng đã được duyệt thẻ. Sau khi về lại Đắk Lắk, Sang tìm liên hệ làm được 17 giấy chứng minh nhân dân giả, làm lại được 17 số điện thoại di động. Với thủ đoạn đó, từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, Sang, Trà và Lương Bảo Diệp đã kích hoạt được 17 thẻ tín dụng, rút chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy các bị cáo có thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, có khắc phục bồi thường nên đã tuyên giảm hình phạt tù cho Nguyễn Đình Trà từ 18 năm xuống 16 năm tù giam, Võ Đình Sang từ 20 năm xuống 18 năm tù giam cùng về hai tội danh nêu trên.